Tinh thần thời trang của mỗi chúng ta vẫn luôn hiện hữu. Để bất cứ ai cũng có một phong cách thời trang riêng, hãy cùng mình đến ngay với một trong những kiểu dáng nón thời trang vô cùng cá tính. Đây là thiết kế sở hữu khá nhiều màu sắc trung tính và rất dễ phối đồ. Những mảng màu được kết hợp hài hòa trên chiếc nón phớt đã tạo sự ấn tượng và có điểm nhấn rất riêng cho dòng nón phớt này. Với chất liệu chính là kaki nỉ, tùy vào mỗi màu sắc mà nón được phối với da bò thật hoặc sử dụng hoàn toàn là kaki nỉ. Phụ kiện trên nón sử dụng hợp kim không rỉ, có dập NS96, sắc nét và tinh tế. Đai nón sử dụng thun cốt tông tạo sự thoải mái cho người đội. Bên trong là vải lớp cốt tông giúp thấm hút mồ hôi tốt. Hiện sản phẩm đang có mã là MH011, giá niêm yết là 1.500.000 đồng. Các bạn có thể thấy được kiểu dáng nón phớt này không chỉ lôi cuốn mà còn mang đến cho bạn một phong cách thời trang rất riêng. Hiện sản phẩm đang có ưu đãi mua 1 tặng 1 áp dụng trên toàn hệ thống cửa hàng Nón Sơn và khi mua online, truy cập ngay website nonson.vn, tại trang fanpage Nón Sơn hoặc liên hệ qua số tổng đài mua hàng 1800 7179 để được tư vấn và xem thêm nhiều sản phẩm. Rất cảm ơn quý khách hàng đã lắng nghe. Thân chào và hẹn gặp lại!